nguồn gốc của việc lấy dấu vân tay, căn cước sinh học của con người. Hiện nay chúng ta đều biết rằng dấu vân tay của mỗi người đều là độc nhất. Con người có thể già đi, khuôn mặt và hình dáng có thể bị thay đổi do tuổi tác và bệnh tật. Nhưng đường vân trên đầu ngón tay vẫn không hề thay đổi. Dấu vân tay như một căn cước sinh học để ngăn chặn việc mạo danh, chối tiền án của tội phạm, giúp cảnh sát truy lùng tội phạm, làm bằng chứng trong các giấy tờ, bảo mật và thậm chí là giải mã khả năng tiềm ẩn của bộ não. Dấu vân tay trong thời cổ đại. Tất cả chúng ta đều có dấu vân tay, được xác định bởi đường vân. Đường vân tay là những đường nổi nhỏ liền kề nhau tại các đầu ngón tay, chân, lòng bàn tay, chân. Những đường vân này cao khoảng từ 0,1 cho đến 0,4mm. Ở phía trên xuất hiện các lỗ mồ hôi, đường kính 0,08 đến 0,25mm nối tiếp nhau. Cấu trúc sắp xếp các đường vân ở mỗi người là khác nhau và gần như là không có trường hợp hai dấu vân tay trùng nhau. Xác suất hai người có dấu vân tay trùng nhau lên tới 1 trên 64 tỷ, kể cả trường hợp sinh đôi cùng trứng. Tuy nhiên, có một số người lại không có vân tay. Qua nghiên cứu và xét trên thực tế, các nhà khoa học khẳng định đường vân có tính riêng biệt. Mỗi ngón có hình thái, đặc điểm riêng. Đường vân sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời về số lượng, chiều hướng, hình dạng, vị trí, đặc điểm riêng. Chúng chỉ thay đổi về kích thước theo sự lớn lên của cơ thể. Khi lớp da ngoài bị tổn thương, thì lớp trong sẽ kế thừa các hình dạng đường vân cũ, trừ những tác động quá nghiêm trọng. Các bản ghi sớm nhất có dấu vân tay là khoảng từ năm 7000 trước công nguyên, ở Jericho, gần sông Jordan, bờ Tây của các vùng lãnh thổ Palestine. Gạch của thời đồ đá mới từ thành phố cổ này được phát hiện có xuất hiện các dấu vân tay ngón cái. Theo cuốn Khảo cổ đất thánh của nhà khảo sát Kathleen Kenyon cho biết, đó là ngón tay của thời nề cổ xưa. Khoảng năm 3000 trước công nguyên, tại vùng Lưỡng Hà, dấu vân tay được in trên tấm đất sét để xác nhận những giao dịch kinh doanh. Trong việc xây dựng nhà kho của nhà vua, mỗi viên gạch được cung cấp một dấu hiệu mã số, dấu vân tay. Thời Ai Cập cổ đại, thủ tục này cũng đã được áp dụng khi xây dựng các lâu đài hoàng gia và ghi dấu ấn trên các bia mộ. Dấu vân tay cũng đã được phát hiện trên các con dấu, phiến đất sét và đồ gốm của người Babylon cổ đại. Chúng cũng được tìm thấy trên đồ gốm Hy Lạp và Trung Quốc, cũng như trên các viên gạch và ngói ở Babylon và Rome. Từ thời nhà Tần, người Trung Quốc đã biết sử dụng dấu vân tay để in dấu tay lên những chiếc hộp từ đất nung đựng thư tín. Để đảm bảo rằng không ai mở hay xâm phạm sự thư tín của người khác, dấu tay cũng được in lên văn tự để đảm bảo rằng đó là văn tự thực sự của người viết chứ không phải là giả mạo. Dưới triều vua Hammurabi, tại vị từ năm 1792 trước công nguyên đến 1750 trước công nguyên, người ta đã tiến hành lấy dấu vân tay của những người bị bắt giữ. Trong giao dịch dân sự, để bảo vệ chống lại sự giả mạo, các bên tham gia hợp đồng ấn dấu vân tay của mình vào viên đất sét trên hợp đồng đã được viết. Tuy được sử dụng từ lâu, nhưng việc nghiên cứu vân tay, dấu vết vân tay một cách khoa học, viết thành sách thì mãi đến thế kỷ 17 mới bắt đầu nhen nhóm. Những nghiên cứu nền móng ban đầu. Năm 1684, bác sĩ người Anh, nhà thực vật học là Nehemiah Grew đã đăng một bài báo khoa học đầu tiên mô tả cấu trúc đường vân của da ở các ngón tay và lòng bàn tay. Năm 1685, bác sĩ người Hà Lan là Govard Bidlo xuất bản một tập bản đồ giải phẫu mô tả các đường vân trên da tay. Đây là một trong những quan sát khoa học tiên phong đặt nền tảng nhận dạng pháp y bằng dấu vân tay. Năm 1686, tiến sĩ Marcello Malpighi đưa ra luận thuyết về các loại vân tay, xoắn, móc, vòm trong dấu vân tay. Một thế kỷ sau, vào năm 1788, nhà giải phẫu học người Đức Johann Christoph Andreas Mayer là người đầu tiên đưa ra thuyết cơ bản về phân tích vân tay và giả thuyết rằng dấu vân tay là duy nhất. Năm 1823, John Evangelista Purkinje, nhà sinh lý học người Séc và là giáo sư về giải phẫu học tại Đại học Breslau, có phát hiện dấu vân tay hình thành song song não bộ trong thai kỳ từ tuần 13 trong bụng mẹ. Ông phân loại những chủng trên các vân tay thành 9 loại, đồng thời xuất bản luận án nghiên cứu của mình về phân loại dấu vân tay. Trong cuối những năm 1850, sĩ quan William James Herschel, khi quan sát người Trung Quốc điểm chỉ
đã đi sâu nghiên cứu và cho rằng con người có thể già đi, khuôn mặt và hình dáng có thể bị thay đổi do tuổi tác và bệnh tật, nhưng đường vân trên đầu ngón tay vẫn không hề thay đổi. Sau đó vào năm 1877, tại Hooghly gần Calcutta, Ấn Độ, Herschel đã áp dụng sử dụng dấu vân tay trên các hợp đồng để ngăn chặn sự thoái thác. Herschel cũng đã lấy dấu vân tay tù nhân sau khi tuyên án để đề phòng việc chối tiền án về sau. Năm 1880, tiến sĩ Henry Fowles, bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện Tokyo đã khẳng định dấu đường vân trên da người không thay đổi trong suốt cả cuộc đời và có thể là phương tiện nhận diện tốt hơn chụp ảnh. Chính ông đã đề xuất một phương pháp để ghi lại chúng với mực in, nhưng ý tưởng và công trình của ông đã không được ủng hộ. Cũng trong thời gian này, nhà nhân chủng học Francis Galton, sinh năm 1822, mất năm 1911, đã tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu vân tay. Trong 3 cuốn sách, Dấu vân tay năm 1892, Giải mã năm 1893 và Một vân tay năm 1895, ông kết luận, các đường vân không thay đổi trong suốt cả quãng đời người. Kết quả nghiên cứu khoa học của ông đã được tòa án chấp nhận. Galton cũng đã đơn giản hóa việc phân loại vân tay và chia vân tay thành 3 loại lớn. Vân sóng không có tam giác điểm, vân mốc có một tam giác điểm, vân xoáy có 2 tam giác điểm. Như vậy, công bằng mà nói, tiến sĩ Henry Fowles là đồng tác giả với Sir Francis Galton trong việc phát minh ra giá trị của dấu vân tay và hệ thống phân loại vân tay. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Vụ án đầu tiên dùng dấu vân tay để phá án. Mặc dù Francis Galton đặt nền móng cho nghiên cứu vân tay học, nhưng người tiên phong giúp phổ biến bộ môn nghiên cứu này ra thế giới lại là nhà nhân loại học Joan Vucetich, sinh năm 1858, mất năm 1925. Qua vụ giết người xảy ra năm 1892 tại Argentina, Joan Vucetich đã cho thấy được tiềm năng của bằng chứng dấu vân tay trong việc xác định kẻ gây án. Tháng 6 năm 1892, người dân phát hiện người phụ nữ 27 tuổi Francisca Rojas bị thương nặng nằm cạnh thi thể hai con tại nhà riêng ở thị trấn Necochea gần thủ đô Buenos Aires, Argentina. Francisca Rojas khẳng định ba mẹ con bị người đàn ông sống gần nhà tấn công khi chị chối từ tình cảm của người này. Cảnh sát sau đó bắt và tra khảo nghi phạm bằng nhiều phương thức, nhưng người đàn ông một mực kêu oan, nói mình ở cùng bạn khi án mạng xảy ra. Không có lời thú tội, nhà chức trách tập trung vào thu thập dấu vết ở hiện trường, qua đó tìm thấy dấu vân tay dính máu trên cánh cửa phòng ngủ. Phần cánh cửa có vật chứng được tách ra và chuyển cho thanh tra Joan Vucetich vì ông là người tiên phong trong nghiên cứu ứng dụng dấu vân tay vào phân tích pháp y và xác định danh tính cá nhân. Sau khi đối chiếu, thanh tra phát hiện dấu vân tay tại hiện trường không khớp với nghi phạm mà lại trùng với nạn nhân Francisca Rojas, trong khi cô này nói không chạm vào thi thể của các con. Trước bằng chứng mới, Francisca Rojas đã thừa nhận hành vi giết người và đổ tội cho hàng xóm. Francisca Rojas nói lý do gây án là vì muốn kết hôn với bạn trai, nhưng người này còn chần chừ vì ghét trẻ con. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bằng chứng dấu vân tay được dùng để xác định kẻ gây án. Francisca Rojas bị tuyên án chung thân. Sau vụ án, cảnh sát Argentina lập tức nhận ra quyền năng của dấu vân tay và bắt đầu ứng dụng phương pháp phân loại vân tay của thanh tra Joan Vucetich. Tới 1904, Joan Vucetich xuất bản cuốn sách So sánh phân tích vân tay, gây nên tiếng vang lớn. Ít lâu sau, ông đi khắp thế giới để diễn thuyết về nghiên cứu của mình và sự quan trọng của phân loại vân tay. Qua đó, bày tỏ mong muốn chính phủ thành lập cơ quan chính trị và dân sự trung ương phụ trách vấn đề nhận dạng thay vì chỉ cảnh sát. Tầm nhìn của Joan Vucetich không nhận được đồng thuận. Bằng chứng là khi chính quyền Argentina thời bấy giờ thông qua đạo luật buộc toàn bộ dân chúng phải lấy dấu vân tay vào năm 1916. Nhiều người đã chống đối, thậm chí là thiêu cháy kho hồ sơ vân tay. Đạo luật cuối cùng đã bị bãi bỏ. Tuy vậy, Argentina sau đó vẫn trở thành quốc gia đầu tiên chỉ sử dụng dấu vân tay để nhận dạng cá nhân. Sau Argentina, bằng chứng dấu vân tay bắt đầu được công nhận tại các nơi khác trên thế giới. Năm 1901, dấu vân tay trở thành yếu tố quan trọng
trong quy trình thu thập vật chứng của Sở Cảnh sát London. Ấn Độ, Mỹ và Canada đều lần lượt theo sau trong những năm tiếp theo, trải qua nhiều bước phát triển từ sau vụ án mạng năm 1892. Cho tới nay, tầm quan trọng của dấu vân tay trong điều tra tội phạm đã trở nên rõ ràng. Sinh trắc học, dấu vân tay. Dựa trên những thành tựu nghiên cứu về tiềm năng con người, các nhà khoa học trên thế giới đã đúc kết công trình nghiên cứu về ngành khoa học dấu vân tay, Dermatoglyphics, có liên quan đến sự phát triển và hình thành não bộ con người. Năm 1926, tiến sĩ Harold Cummings, được xem là cha đẻ của nghiên cứu khoa học dấu vân tay, đưa ra lý luận chỉ số cường độ vân tay, PI, Pattern Intensity. Ông xác định giá trị RC, số lượng tam giác điểm, hình dạng vân tay, vị trí hình dạng vân tay ở những ngón tay khác nhau có liên quan đến tiềm năng và trí tuệ của con người. Cummings nghiên cứu ra rằng dấu vân tay được hình thành đồng thời với sự hoàn thiện các cấu trúc của não bộ. Dấu vân tay được khởi tạo ở thai nhi vào giai đoạn từ 13 cho đến 19 tuần tuổi. Vào giai đoạn trước đó, thai nhi không có dấu vân tay, đồng thời não bộ cũng chỉ trong giai đoạn hình thành. Khi thai nhi được 19 tuần tuổi cũng là lúc các vùng chính của não hình thành, bao gồm cả vỏ đại não. Năm 1944, cuốn sách The Hands of Children của tiến sĩ tâm lý phân tích Julius Speier được xuất bản. Ông đã khám phá một số điểm đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển tâm sinh lý, chẩn đoán sự mất cân bằng và các vấn đề trong khu vực này từ các mô hình của bàn tay. Năm 1970, Liên Xô sử dụng sinh trắc học dấu vân tay trong việc lựa chọn thí sinh cho Thế vận hội Olympic. Năm 1985, tiến sĩ Chen Yimou, Đại học Harvard, nghiên cứu sinh trắc học dấu vân tay dựa trên thuyết đa thông minh của tiến sĩ Howard Gardner. Đây là lần đầu tiên áp dụng sinh trắc học dấu vân tay trong lĩnh vực giáo dục và chức năng của não liên quan đến dấu vân tay. Năm 2004, trung tâm IBMBS, Trung tâm Sinh trắc học Xã hội và Hành vi ứng xử quốc tế, đã xuất bản hơn 7.000 luận án về sinh trắc học dấu vân tay. Ngày nay, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia áp dụng sinh trắc học dấu vân tay đến các lĩnh vực giáo dục, hướng nghiệp, hy vọng sẽ cải thiện chất lượng giảng dạy và nâng cao hiệu quả học tập bằng cách xác định các phong cách học tập khác nhau. Các nhà nghiên cứu khẳng định độ chính xác của sinh trắc học dấu vân tay rất cao, đó là khả năng dự báo từ các tính năng của tay. Ứng dụng của dấu vân tay trong thời đại mới. Ngày nay, khi đến tuổi làm chứng minh thư, mọi người đều phải lăn các ngón tay để lại dấu vân tay trong tàn thư lưu trữ của cảnh sát. Xác định dấu vân tay là một tiêu chuẩn quan trọng của giám định hình sự. Bởi vậy, hiện nay, ngay cả những tên trộm mới vào nghề cũng tìm mọi cách không để lại dấu vân tay trên hiện trường. Hiện nay có rất nhiều cách để lấy dấu vân tay trong điều tra tội phạm, có thể kể đến như dùng bột lưu vân tay, sử dụng nguồn sáng đặc biệt, keo cyanocrylate, công cụ kết tủa kim loại chân không. Đặc biệt, công cụ kết tủa kim loại chân không có thể giúp điều tra viên lấy dấu vân tay trên các bề mặt như là giấy, sáp hoặc vải. Các nhà khoa học cũng chế tạo thành công loại chìa khóa vân tay rất đặc biệt. Người ta mã hóa tất cả dấu vân tay của mỗi người và cho vào bộ nhớ của máy tính điện tử. Chỉ khi bàn tay đó đặt vào, cửa mới mở. Ứng dụng này được sử dụng phổ biến trong các ngân hàng, các tủ hồ sơ quan trọng, văn phòng hải quan, những chung cư cao cấp và đặc biệt là ứng dụng trên thiết bị điện thoại di động thông minh. Ứng dụng nhận dạng vân tay cũng được sử dụng trong việc chấm công cho nhân viên, đảm bảo sự chuyên nghiệp và chính xác. Đối với y học, dấu vân tay giúp phát hiện ra bệnh dựa trên thông số sai lệch gen như là hội chứng Down, hội chứng 3 nhiễm sắc thể 18, 3 nhiễm sắc thể 13, sai lệch nhiễm sắc thể giới tính XXX, XXY. Đồng thời, việc rà soát hồ sơ bệnh nhân bằng hệ thống sinh trắc học sẽ cho ra kết quả nhanh chóng và chính xác hơn. Như vậy, có thể thấy rằng là không chỉ đóng vai trò làm căn cước sinh học của mỗi người, dấu vân tay còn có vô vàn ứng dụng khác trong đời sống. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!